Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tũng. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài xế âm dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tũng. Donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 42, chương 471, năng lực chiếm đoạt. Thấy phản ứng của Quang Long như vậy, Tần Hạo cũng không khỏi giật mình. Bởi vì chỉ thông qua một chiêu này, trong lòng của hắn đã hiểu đối phương tuyệt đối là không đơn giản. Bởi vì đối với pháp thuật, lại sử dụng pháp thuật để giải quyết, đây là không quá tự nhiên. Thế nhưng đối phương vẻn vẹn bằng vào lực lượng của bản thân chống đỡ một chiêu này, cho nên trong lòng của Tần Hạo làm sao lại có thể không kinh hãi. Hít sâu một hơi, lúc này Tần Hạo đã biết rõ tiếp theo sẽ là một hồi ác chiến. Thế nhưng đương nhiên là mình cũng không có sợ hãi. Đến lúc trước mặt là một đối thủ như vậy, Tần Hạo trong lòng cũng đã sớm sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, ở dưới chân, bắp đùi, hắn đã vẽ ra một cái tụ linh trận pháp, làm cho chính mình không ngừng được tụ tập lại linh khí. Đồng thời trong miệng của hắn không ngừng niệm động, từng đạo hỏa cầu như là cuồng phong cũng ứng tiến mà xuất hiện, mang theo uy năng cường đại, đem bốn phía dường như muốn đốt cháy. Thế nhưng Quang Long giống như là quỷ thần phụ thể, trong mắt của người thường khác hẳn, đã hiện ra con ngươi màu đỏ lóe lên, cảm giác như có một luồng uy năng không thể địch nổi. Hơn nữa, khí tức hắn thở ra phì phì, tay cầm hai cái búa tạ, phanh một tiếng nhảy lên cao quá khỏi đỉnh đầu, đem toàn bộ những hỏa cầu kia chém rụng. Hơn nữa, đây chỉ là thứ yếu, lực lượng của hắn dường như đã hoàn toàn hấp thu, cùng Tần Hạo đánh nhau sống chết. Hai cái búa tạ hàm chứa uy lực dường như không gì chặn nổi, lộ ra là vô cùng cương mãnh. Điểm này làm cho Tần Hạo cũng không tưởng tượng được. Tần Hạo nhắm mắt, cả thân thể của mình đều cong lại, đến thời khắc quyết định đột nhiên bắn thẳng ra phía trước. Sợi xích tơ nhện vung lên, hóa thành con linh xà uốn éo bay về phía đối phương. Quang Long cũng quát to, dường như không hề sợ hãi, trong miệng của hắn lại phun ra chọc khí, bàn tay chụp về phía chọc khí đánh vài cái. Sự tiện kiện kinh người lập tức xảy ra. Ở giữa những làn hơi thở kia liên tiếp biến ảo, quấn tới, tạo thành một đoàn lửa màu xám. Chính là ngọn lửa màu xám. Tần Hạo nhìn rất rõ, nhưng hắn không hiểu đây rốt cuộc là gì. Trong lòng của Tần Hạo cũng biết đối phương đang liều mạng. Thời điểm ý thức được, Tần Hạo cũng bắn ra rất nhiều thủy tiễn thuật, hy vọng có thể dập tắt những chọc khí này. Nhưng điều làm cho Tần Hạo không tưởng tượng được là tình huống cũng không có biến đổi gì, lại càng thêm mãnh liệt. Tần Hạo sững sờ, có một loại dự cảm không tốt. Hắn biết tình huống của mình bây giờ phải hết sức cẩn thận. Toàn bộ đám pháp thuật đập lên ngọn lửa màu đen hoàn toàn tan biến, tựa như là chưa từng tồn tại. Hiệu quả không thể ngờ. Tần Hạo đứng ngây ngốc, cả người cảm giác đờ đờ đẫn. Đây là tình huống gì vậy? Là quá kinh khủng. Hơn nữa, không chỉ một mình Tần Hạo mà đám đệ tử xem ở trên khán đài, thậm chí cả những sư thúc sư bá trong mắt cũng lóe lên tia khiếp sợ. Này, đây là gì vậy? Là thôn vệ pháp thuật sao? Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Không có khả năng, quả thật là bất khả tư nghị đó. Ai nói không, toàn bộ pháp thuật kia giống như là hắc động bị hút vào đó. Như vậy là không đúng lẽ thường rồi. Lần này có trò hay để nhìn đây. Ta xem ra con đường lên cấp của Tần Hạo cũng chỉ đến đây thôi, không thể tiến thêm được nữa. Sao lúc trước ta chưa từng nghe qua danh từ này? Đối phương có vẻ là một người ẩn giấu rất sâu. Những sư thúc ở trên cao trong lòng cũng đang loạn lung tung, không ai nói gì cả, quả đấm siết lại, trong đầu nghĩ thầm, pháp thuật này quả thực rất lợi hại, nhất định phải đem Sung Long này kéo về môn làm môn hạ của mình. Ai cũng nghĩ ôm một ý nghĩ như vậy,
nhất chính là Huyền Ma tông chủ nọ. Giờ phút này lão đang nghĩ làm sao để mời chào được đối phương về làm môn hạ của mình. Thực lực của lão cũng sẽ được tăng cường lên, bè phái của lão sẽ càng lớn mạnh. Lão cũng đang lo lắng, một bộ công pháp của lão cũng không có truyền thừa. Xem ra lão đã tìm được một mầm non không tệ. Khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng, thoạt nhìn thậm chí là có chút quỷ dị. Tâm tình của Tần Hạo tựa hồ cũng ba động, thoạt nhìn làm cho người ta khó hiểu. Mặc dù pháp thuật của mình bị cắn nuốt, nhưng Tần Hạo vẫn có phi kiếm. Hắn không tin phi kiếm bản mệnh của mình cũng bị chiếm đoạt. Tình huống tiếp theo là Tần Hạo đành tùy cơ ứng biến. Hắn đã không biết dùng pháp thuật ra sao với tên sung long này, thì vậy dùng phi kiếm. Phi kiếm của mình là huyền thiết tạo thành, liên kết tâm thần tương thông, ngược lại lại có hiệu quả không tệ. Cho đến khi tích xúc lại linh lực cố định bù đắp cho khoản mất vừa rồi, Tần Hạo một tay thao túng phi kiếm, một tay khác khống chế toàn bộ những cái đinh huyền thiết, tiếp tục công kích. Phi kiếm và huyền thiết đinh một lần rong ruổi bay lượn, lập tức đâm tới tạo thành một đòn cường đại. Hai cỗ năng lượng này được Tần Hạo không ngừng gia trì thêm pháp lực, bay lượn giáp công thành hai hướng đánh tới Quang Long, muốn nhất cử đánh bại hắn. Tần Hạo rất hài lòng, bởi vì mình tức thì có thể thấy được thắng lợi, cơ hồ không nghi ngờ. Nhưng một khắc sau đó, Tần Hạo ngây ngẩn, đờ dại cả người. Chương 472, Thiết Thi. Toàn trường lúc này bùng lên khiếp sợ, một màn kinh người xảy ra. Khi toàn bộ lực lượng của Tần Hạo tụ tập điều khiển phi kiếm vào huyền thiết đinh, nước rút đâm tới. Sau khi vẽ lên trên không trung thành một đoạn quỹ tích đẹp mắt, thời điểm sắp sửa đánh vào Quang Long, chỉ nghe được ba tháp một tiếng giòn vang. Những cái đinh kia đâm thẳng vào trên thân của hắn. Càng mấu chốt là Quang Long chỉ khẽ kêu lên một tiếng, thân thể lui về đằng sau một bước. Thế nhưng chân chính lại không có vấn đề gì, tựa hồ như rất đơn giản. Tần Hạo ngây ngẩn, khóe miệng giật giật. Không, không có khả năng đâu. Không thể nào. Tần Hạo lớn tiếng lẩm bẩm, đem tất cả những ngôn từ của mình dùng ra được mà nói, giống giận lên, vô cùng bất đắc dĩ. Không thể nào, không thể nào. Thủ đoạn công kích của hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tần Hạo hít một hơi, nhìn Quang Long bây giờ chỉ thấy trên người hắn có hai con dấu ấn nhàn nhạt, không có vết thương nào khác, thoạt nhìn như không có chút bị thương, quả thực là làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng của Tần Hạo loạn lộn tùng phèo, đối với tình trạng này hắn cũng không có đề phòng tới. Tâm tình của Tần Hạo vô cùng tệ hại, thậm chí bây giờ hắn cũng không có lòng tin chiến thắng nữa. Biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không cả người sẽ lâm vào khốn cảnh, chỉ có thể đem tất cả những gì mình làm được cuối cùng để ứng phó. Hiện trường hoàn toàn sôi trào, thậm chí là thay đổi nhận thức của tất cả mọi người. Đây là chuyện gì vậy? Những vũ khí kia cũng mất đi tác dụng. Ta cũng không hiểu, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ là ảo giác vậy. Ta cảm giác như là cũng có lý đó. Hắn có thể thôn phệ pháp thuật công kích vật lý, vậy vừa rồi hắn cũng có thể thôn phệ luôn cả pháp thuật, là cái chuyện bình thường. Ở bên ngoài khán đài rất nhiều người đang tranh cãi về cuộc đấu này. Những sư thúc sư bá trong mắt cũng tập trung tinh thần, hơn nữa đem những suy nghĩ ra để bàn luận. Bọn Lưu Văn, rồi kể cả tông chủ, bọn quan truyền, cả đám trố mắt nhìn nhau. Bọn họ trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Chung quy, cái gì có thể xóa bỏ mọi công kích của đối phương? Ở trong toàn bộ Huyền Ma môn, thậm chí toàn bộ tu chân giới, phòng chừng cũng không có được mấy người, không phải nói là vô cùng cường đại hay sao? Nếu như không tìm được biện pháp phá giải, có lẽ là coi như mình bị mù mắt. Sư huynh đệ, ê, đệ tử này đừng có tranh đoạt với ta. Lời này của ngươi nói, tự nhiên là muốn đối phương về. Hay hắn thích hợp làm môn hạ của ta, chính là việc nhân đức đó. Không sai, phương hướng hắn tu luyện pháp thuật, ta đã tính toán ra rồi. Chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Ngay khi mọi người đang thảo luận rốt cuộc để cho hắn đi theo vị sư thúc sư bá nào, ở trên đài, Tần Hạo mồ hôi rơi lã chã, trong lòng khốn khổ, trên mặt hiện ra ngưng trọng, là hắn không biết làm sao cho phải. Trước mắt là khó khăn lớn nhất mình đã từng gặp.
Trong cơ thể của hắn, âm dương chi lực cùng hắc viêm quyết bắt đầu thi triển. Ở trên bả vai xuất hiện hình vẽ long hổ, tỏa ra tiếng rồng gầm hổ ngâm phi thường kinh khủng. Tần Hạo quát lên một tiếng, toàn bộ năng lực tụ lên bên trên hai quả đấm. Trải qua quá trình tăng phúc của phù chú, nhất thời Tần Hạo đã tụ đủ năng lượng. Có thể nói ở đây chiêu này là xen lẫn đầy đủ cả pháp thuật lẫn công kích vật lý. Giờ phút này, một đòn như lưu tinh nhanh chóng xông về phía trước, quả đấm tích góp năng lượng bàng bạc xé rách không gian, đánh thẳng về phía Sung Long kia. Sung Quang Long cười một tiếng: "Ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Ánh mắt của Tần Hạo híp lại. Sau đó bụp một tiếng, mọi người chờ đợi nửa ngày cũng không động đậy, hơn nữa còn yên tĩnh đến lạ thường. Cái quỷ gì vậy? Làm sao lại như vậy? Lúc này quả đấm của hắn đã đánh vào trên người đối phương, chỉ nghe bụp một tiếng, không phải tiếng đối phương ngã xuống đất, mà là tiếng âm thanh của mình bị gãy xương. Tần Hạo mắt trợn trừng, cả người bị bắn té văng ra bên ngoài. Xung Quang Long kia hồn nhiên bất động, bất quá quần áo của hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ thấy dưới trang phục của hắn cả người đều là màu xanh lá cây, cánh tay, cổ đều là vô cùng quái dị. Đây là thiết thi. Tần Hạo kinh ngạc, giờ phút này hắn cuối cùng hiểu ra đối phương tu luyện công pháp gì. Những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt đối với Xung Quang Long này là sợ hãi, nhưng sâu hơn hết là lại thêm một phần hiểu biết. Thiết thi là một phương pháp tu luyện, sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, cơ thể có thể dẫn đến đau thương bất nhập, hơn nữa có thể có năng lực chống đỡ mọi công kích pháp thuật. Đúng là như Tần Hạo đã phỏng đoán. Chương 473, hậu thủ. Sau khi hoàn toàn nhìn thấu hình thái của Xung Quang Long, Tần Hạo sửng sốt, bởi vì giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiện ra là thiết thi, tản ra lực lượng mạnh mẽ. Từ xa như vậy, Tần Hạo cũng cảm giác khí lạnh làm cho mình rùng mình. Điều này chứng minh là thực lực của đối phương vô cùng mạnh. Nếu như mình không cố gắng chiến đấu, hậu quả là không lường được. Hắn biết rõ tình huống bây giờ là rất nhiều khó khăn mình phải vượt qua. Mặc dù đối đầu với thiết thi, thế nhưng Tần Hạo nhất định là phải đánh bại hắn mới có thể trở thành ngoại môn số 1. Thật ra thì Tần Hạo biết thiên phú của mình có thể được tính là bình thường, nhưng trong tỷ thí có thể phát huy được đến như vậy cũng là khó tưởng tượng. Tần Hạo dùng toàn bộ sức lực của mình tụ tập bên trên lưỡi kiếm, hy vọng có thể dùng kiếm này phá vỡ tầng phòng ngự của đối phương. Thần chú bắt đầu nếp động, thanh kiếm càng lúc càng hiện lên hào quang rực rỡ, bay thẳng lên trên không, bay lên trên bầu trời, xoay tròn một chút. Một tia sáng nhàn nhạt sáng bóng lộ ra uy lực. Tiếp theo, phi kiếm bỗng nhiên tản mát ra một luồng lực đạo mạnh mẽ, bỗng nhiên đâm thẳng về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là xé toạc không gian. Thời điểm bay đến thiết thi kia, trên người thiết thi lại không mất một sợi da lông, quả thực là ngoài dự liệu. Xem ra đòn công kích bình thường và biện pháp cũng không thể dùng được. Tần Hạo mặc dù đặc biệt là không bao giờ chịu thua, nhưng thực tế hắn đã biết, nếu như là người khác, mình dùng phương thức công kích như vậy, kết quả chỉ có một. Lần này hắn chấn chỉnh lại tinh thần, ở dưới chân rất nhanh bày ra trận pháp. Uy năng của trận pháp dần dần đẩy lên, tạo thành một đạo gợn sóng. Tiếp đó hắn triệu hoán ra đường lang thú. Đường lang thú cũng có một đôi liêm đao không gì sắc bén bằng, không ngừng múa lên, tạo ra âm thanh vù vù, bao vây lấy Xung Quang Long. Tần Hạo cắn vỡ ngón tay, ở trên trận pháp nhỏ một giọt máu, từng đợt hào quang lóe lên. Sau đó hắn lấy ra phi kiếm, dán mấy tờ linh phù lên trên phi kiếm. Ở trên trận pháp, hắn tụ lực một chút, nhất thời những chữ phù rất nhanh in lên trên trận pháp, phảng phất như có một loại lực lượng thần thánh. Chợt một hồi, Tần Hạo tiến lên, phi kiếm chợt cầm trong tay đâm tới Xung Quang Long. Quang Long kia để cao cảnh giác, cũng không cố gắng chống đỡ mà không khỏi du tẩu né tránh. Tần Hạo dán phong hành phù lên chân, không ngừng tiến lên. Hai người cứ như vậy ở trên lôi đài, người đuổi ta chạy, trong lúc nhất thời là rất sốt ruột. Phong nhận thuật của Tần Hạo, hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, tất cả các pháp thuật chỉ cần có cơ hội đều hướng bên đối phương công kích, lộ ra hùng mãnh. Trong lúc nhất thời, có một loại khí tràng cường đại khuếch tán ra,
Thế nhưng xung quanh Long kia tự nhiên cũng không kém. Khói đen phun ra làm tiêu tán rất nhiều pháp thuật. Tiếp theo là một màn không đủ gây sợ hãi nữa. Toàn bộ những tàn dư của pháp thuật có đánh đến cũng chỉ là mơ hồ. Xem ra pháp thuật là khó phát huy tác dụng, mà công kích vật lý cũng không thể được. Tần Hạo đang ngẫm nghĩ một biện pháp khác. Hắn tiếp tục dùng chí thánh chi lực không ngừng đánh tới, làm cho đối phương liên tục né tránh. Tần Hạo tựa hồ làm cho cảm giác như là mình mệt mỏi. Trải qua một trận cố gắng, rốt cục đường lang thú ở một góc độ kỳ quái đem đối phương ép đến một góc. Tình thế thoáng một cái trở nên nguy cấp. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Quang Long tựa hồ cũng có chút nóng nảy, nhưng hắn bị ép đến đường này, bộc phát ra toàn lực, vô số lục khí không ngừng tỏa ra. Ở trên thân thể thiết thi của hắn, móng tay sắc bén mọc ra. Tiếp theo là một trận huy vũ, khí tức quỷ dị đều chém tới. Mũi chân của Tần Hạo điểm mạnh lên đất né tránh, đồng thời ở giữa không trung hắn mở ra càn khôn đại, thu lại linh thú. Lúc này nếu như mà để cho nó ở bên ngoài, không nghi ngờ là sẽ vô cùng nguy hiểm đối với nó. Bởi vì đây là trận chung kết, đối phương cũng không phải là kẻ tầm thường, chỉ cần một sơ hở nhỏ, mình có thể sẽ bị đưa vào trong hiểm cảnh. Tần Hạo rất nhanh vòng ra sau lưng né tránh, đem nhân lúc Quang Long không chú ý, Tần Hạo không ngừng lui về phía sau. Thật ra tay của hắn đã một mực vẫn kết một chú ấn, trong miệng niệm chú lẩm bẩm, phảng phất như hắn đang thi triển một loại hình pháp thuật nào đó, nhìn qua cũng rất quỷ dị, mà Quang Long không phát hiện. Trên mặt của Quang Long cười lạnh, hắc khí đằng đằng, ở dưới chân một trận gió nhẹ cuốn, muốn nâng hắn vọt lên phía trước, móng tay sắc bén có thể cào rách tất cả những thứ trước mặt. Trong lúc vô cùng nguy hiểm, năng lực của Tần Hạo giờ khắc này toàn bộ bùng phát. Tần Hạo, có phải là ngươi đã thừa nhận, nếu như bây giờ ngươi nhận thua đi thì vẫn còn kịp đó. Quang Long lúc này giống như một con cương thi thật sự, cười lên kinh khủng. Ngươi cảm thấy như vậy sao? Ngươi có ý gì? Chương 474 Tư nhện trận. Quang Long nghe được Tần Hạo cười, trong lòng nhảy lên một cái. Bởi vì tựa hồ ở trong câu nói này, hắn cảm nhận được một ý tứ. Không lẽ Tần Hạo là muốn ra đại chiêu? Nội tâm của Quang Long bắt đầu cảm giác. Thế nhưng bằng vào linh khí của đối phương bây giờ thì hắn không cảm giác được điều gì cả. Quang Long hai tay không ngừng vung vẩy về phía trước, muốn cào chết Tần Hạo. Thế nhưng trong một khắc, hắn phát hiện ra dường như mình đã bị trói buộc. Ở trên lôi đài này không biết từ bao giờ lại xuất hiện những sợi tơ rất nhỏ lần lượt quấn vòng, giống như càng ngày càng dày đặc, tạo thành một tấm lưới. Lúc này Quang Long cảm giác một cỗ nguy hiểm bắt đầu áp đến. Những sợi tơ bắt đầu quấn quanh Quang Long, càng lúc càng dày, chặt chẽ. Những người ở bên dưới cũng cảm thấy kinh hãi, nghi ngờ. Nhìn xem, đó là cái gì? Vật kia là gì vậy? Hey, quá là thần kỳ. Cái này giống như là tơ nhện vậy. Hay lại đăng răng ở trên lôi đài. Hey, Quang Long này, há chẳng phải là con mồi của con nhện đã bị vào bẫy sao? Không chỉ là sợi tơ đâu, người xem, ở trên mặt của cái lưới kia rất nhiều phù chú đó. Trong đó là dương phù, là rất nhiều. Hey, đây là bạo phá phù thần chú. Này, chẳng nhẽ những thứ này chính là Tần Hạo vừa rồi bố trí ra? Không, vừa rồi đường lang thú ở trong miệng ngậm một vật, ở trên lôi đài không ngừng chạy qua chạy lại. Hơn nữa lúc Tần Hạo đang đánh nhau với Quang Long, bức cho Quang Long đến một chỗ hẻo lánh, có lẽ chính là... À, đây là chỗ mà bắt đầu khởi trận. Quang Long bị Tần Hạo bức đến cái trận mà con đường lang thú đã vẽ ra. Không sai, ta cảm giác như vậy. Ai, rất nhiều dương phù và bạo pháp phù như vậy. Tại sao ta không nhìn ra trong lúc tỉ thí, Tần Hạo lại có thể tạo ra nhiều phù chú như thế? Ta cảm giác thật sự là khó nói đó. Ta cảm giác Tần Hạo này không có đơn giản à. Rất nhiều người đang kinh hoàng thảo luận, biểu tình đều vô cùng đặc sắc. Bởi vì ngay vừa rồi, Tần Hạo tựa hồ như biểu diễn ra một kỹ thuật cực kỳ khéo léo. Hơn nữa, nếu như thi triển ra thì lực tàn phá của cái cạm bẫy này vô cùng kinh người. Tình cảnh như vậy cũng rơi vào trong ánh mắt của những sư thúc sư bá. Tại sao lại có thể như vậy? Lưu Văn, vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? Huyền Ma tông chủ sẵn giọng hỏi. Lưu Văn kia cũng lắc đầu, thở dài. Ta không chú ý, ta cho rằng Tần Hạo
chỉ là nhất thời dũng cảm thôi, cho nên mới có thể bước đến đối phương vào trong góc. Chính là vì linh khí của hắn tiêu hao gần như không còn, hay không thể nào duy trì được chiến cuộc này để cho Quang Long thắng. Nhưng ta không nghĩ đến bây giờ lại thay đổi như vậy. Đúng là như vậy, Tần Hạo này tâm cơ cũng rất cao đó. Vừa nói, nếu như hắn biểu diễn ra tình huống, vậy nội tâm của hắn thật sự đáng sợ. Tâm cơ như vậy, khẳng định là chưa có địch thủ. Ai nói không phải? Ta bây giờ cảm thấy người này nhất định là còn rất nhiều hậu thủ nữa. Cả hai người này đều không tệ. Nếu như bây giờ để cho ta lựa chọn, ta sẽ chọn Quang Long. Bởi vì đạo lý vô cùng đơn giản, cấp bậc của hắn chưa thể nào nhìn ra. Chân chính qua trúc cơ sẽ phát hiện thiên phú là mấu chốt. Quang Long này cũng là đệ tử tư chất tốt nhất cho 12 linh mạch. Nếu như so sánh với Tần Hạo thì Tần Hạo yếu hơn rất nhiều. Tông chủ híp mắt, ngón tay không ngừng gõ cái ghế gỗ, không biết là lão đang suy nghĩ điều gì. Đáng ghét, người bố trí những thứ này từ lúc nào? Lúc này ở dưới sân, Quang Long nhìn những phù chú và tơ nhện, có thể nói thoáng một cái tâm tình của hắn vô cùng yếu. Hắn muốn dãy giụa, nhưng những tơ nhện này độ bền bỉ và lực lượng đều vượt xa hắn tưởng tượng. Có thể thấy được trong lúc chiến đấu hắn đã rơi vào một cạm bẫy không thể thoát. Không sai, những thứ này là vừa rồi ta bố trí. Không, đừng có khách khí. Ấy, đây là quà tặng của ta cho người đó. Khóe miệng của Tần Hạo chứa đựng một nụ cười nhạt, phảng phất không coi chuyện này ra gì. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Hạo cũng bắt đầu kích động. Tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bốc lên một đám lửa. Thần chú vừa niệm, ở bên dưới lửa càng ngày càng bốc lên mãnh liệt. Tiếp theo, Tần Hạo đem ngọn lửa này bắn vào một phù chú ở trong đó. Phù chú kia bị kích hỏa, cả người của Tần Hạo dùn thấp xuống, lùi về đằng sau, bắn ngược ra ngoài, đứng ở một góc của lôi đài. Đồng thời, để phòng ngừa lực lượng cháy quá mạnh tổn thương đến chính mình, hắn hít sâu một hơi. Thổ linh lá chắn bỗng nhiên hiện ra trước người, hắn đem nấp đằng sau tấm lá chắn. Đột nhiên phanh một tiếng, Tần Hạo quyết định bạo phá trận pháp. Phải biết những bạo phá phù này sau khi có dương phù gia trì vốn là vô cùng lợi hại, chỉ cần dẫn nổ, uy năng cường đại không ai sánh bằng. Cho nên một cỗ năng lượng ngút trời hoàn toàn phát tán, thậm chí lôi đài giờ khắc này cũng muốn tan rã. Bụi mù tản đi, ở nơi đó cũng chẳng có lôi đài nào cả, tất cả đều tiêu tan. Chương 475, đoạt cúp. Không ngờ đến sau đó một khắc, lôi đài ầm ầm tan vỡ, tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, làm cho mọi người không cả dám mở mắt ra mà nhìn xem tình huống thế nào. Thậm chí có một số đệ tử năng lực yếu kém còn bịt tai lại run rẩy. Bụi mù tràn ngập, cái này là năng lượng kinh khủng đến mức nào, đem toàn bộ những cấm chế mà sư vị sư thúc nọ bố trí phá hư tan tành, làm cho người ta kinh hãi. Này, làm sao có thể, toàn bộ lôi đài đã bị đánh nát. Hey, còn may đối thủ của hắn không phải là ta, chứ nếu không ta đứng đó thì kết quả không thể tưởng tượng được. Không sai, vừa rồi hắn bày trận pháp kia là quá kinh khủng đó. Kết cục, vậy kết cục. Uy năng này sợ rằng là trúc cơ cũng không thể chịu nổi. Sau này là bớt chọc giận Tần Hạo đi, nếu không kết quả của chúng ta sẽ rất thê thảm đó. Rất nhiều người nhìn một màn này cảm giác thán phục, chung quy là một màn quá chấn động. Cho đến bây giờ cũng không ai chịu được cảm giác cái năng lượng hủy diệt này. Thậm chí cả những sư thúc sư bá kia cũng đã hoàn toàn phải đang che mặt. Vị tông chủ cũng vừa khéo léo sững sờ quan sát rất nhiều đệ tử, trong đó có không ít cao thủ, nhưng bố trí trận pháp cũng không phải là ít. Đến bây giờ nhìn thấy trận pháp này được bố trí trong tình huống như vậy, quả thật là người này cũng không phải là người đơn giản. Lúc này Lưu Văn bỗng nhiên dùng ánh mắt trách móc nhìn vị cường giả phụ trách lôi đài. Này, ngươi để cho trận pháp vừa rồi phát động sao? Sao không đi lên ngăn lại? Vị trưởng lão phụ trách lôi đài ủy khuất. Thật ra thì vừa rồi ta cũng muốn đi ngăn cản, nhưng mà nguy cơ trùng trùng đó, nếu như ta nhảy vào đó thì có khi là tu vi của ta cũng bị hủy trong chốc lát. Nói đến đây, Lưu Văn cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng. Đến bản thân lão cũng có cảm giác như vậy.
Vừa rồi nếu như mình mà bị vây trong trận pháp, thật sự là mình cũng chưa chắc đã chịu được. Nếu như nói một cái bạo phá phù và dương phù vẫn tính là quá ít đối với mình, thế nhưng mấy chục tấm và mấy trăm tấm bạo phá phù và dương phù cùng kết hợp với nhau kích phát thì lực lượng hủy diệt đó là quá mạnh mẽ. Nhìn lên trên lôi đài, Quang Long cả người đều chảy ra máu đen. Bất quá vì tu luyện thiết thi công pháp, có thể nói lực phòng ngự của hắn cũng vô cùng cường đại, cho nên hắn chưa có chết. Lúc này, lão giả phụ trách lôi đài rốt cục dưới sự chăm chú của mọi người đi lên trên, nặng nề dùng âm thanh khuếch tán ra. Được rồi, ta tuyên bố người cuối cùng thắng cuộc chính là Tần Hạo, xin chúc mừng. Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ, trong nháy mắt vang dội. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động hoan hô, dáng vẻ hưng phấn. Tần Hạo khẽ mỉm cười, hắn rốt cục đã đạt được ước nguyện là vô cùng vui vẻ. Quang Long sau khi bỏ dậy từ trên mặt đất, hò mấy cái, hướng về Tần Hạo nói lời cảm ơn rồi ảm đạm rời đi. Hắn cảm ơn là bởi vì thật ra nếu như vừa rồi Tần Hạo kích hoạt toàn bộ bạo phá phù và dương phù trong trận pháp, hắn chết chắc, kể cả là có công pháp thiết thi. Thế nhưng vừa rồi Tần Hạo cũng chỉ kích hoạt được một phần trong đó mà thôi. Nếu như kích hoạt toàn bộ thì không chỉ có lôi đài này mà thậm chí toàn bộ khu vực này cũng sẽ tan thành mây khói. Ở trên đài cao, tông chủ cùng với mấy vị sư đệ thân hình đều động một cái, đi xuống bên lôi đài, nói một vài hành động khen thưởng. Ở trong này, phần thưởng là bao gồm 100 khối linh thạch trung phẩm cùng với những công pháp tu luyện bí mật. Còn có một vấn đề liên quan đến tu luyện tinh thần lực, bao gồm 3 loại linh thảo dược liệu hiếm, giao hết cho Tần Hạo. Tông chủ cũng rất vui vẻ, vỗ vai Tần Hạo nói: "Tiểu tử, không tệ, quả nhiên là thành công trở thành hắc mã, ta rất coi trọng người, cố gắng lên." "Cảm ơn tông chủ." Tần Hạo cũng phi thường khiêm tốn, chung quy lần này cũng có một phần ở bên trong vận khí, hắn đã nắm rất tốt thời cơ, vận dụng kỹ xảo rất tốt, đều là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Hắn chung quy đã làm được. Thử quay đầu nhìn lại, thật ra hắn đã vượt qua không ít người, ví dụ như là Từ Phỉ, là Cao Dũng Cảm, là Trương Báo, là Lý Quyên, là những người đã lọt vào trong vòng chung kết. Cho đến tận bây giờ gặp phải Quang Long, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Tần Hạo đã trải qua những trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Những kinh nghiệm này đối với hắn là vô cùng chân quý. Ở bên dưới lôi đài, rất nhiều người đều chăm miệng một lời hô tên Tần Hạo. Tiếng hô vang dội, khí thế không gì sánh được. Tần Hạo lấy tư thái của một cường giả đứng đó, lộ ra ung dung tự tin. Chuyện này cũng mang lại cho hắn một sự thay đổi. Có thể khẳng định, về sau trên con đường tu luyện của hắn lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 476, kiểm kê thu hoạch. Biểu hiện kinh người của Tần Hạo trong lần tiểu đấu này đã kết thúc, hoàn toàn không có lo lắng. Tần Hạo dưới ánh nhìn của mọi người đi xuống đài, rất nhiều người đều chủ động lên chúc mừng. Trong đây, ví dụ như là những người quan hệ không tệ với Tần Hạo như là Trương Đạt và Lý Quyên. Thậm chí cả những đệ tử làm ở phòng bếp cũng đến chúc mừng Tần Hạo. "Này, Tần Hạo vừa rồi là quả thật lợi hại đó, có thể đem đánh thổi bay cả cái lôi đài, quả thật là đáng sợ." Trương Đạt trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, một màn kia hắn thậm chí còn không biết cảm giác của mình ra sao khi nhìn thấy. Hắn phảng phất như là Tần Hạo là một người mình chưa từng gặp, mạnh mẽ. Tần Hạo gãi gãi đầu của mình khiêm tốn: "Thật ra là may mắn thôi, lúc đó ta cũng bị động lắm. Nếu như nói vận khí kém một chút, không thể nào bố trí xong trận pháp kia, vậy là kết quả tỷ đấu sẽ không có như thế này đâu." Tần Hạo cũng không kiêu ngạo, vô cùng tỉnh táo. Hắn làm một cái bẫy như vậy là một thời khắc rất vi diệu, cũng là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Nếu như trong lúc bày ra cái bẫy bị Quang Long phát hiện, không thể nào để cho tơ nhện quấn lấy, không khống chế được Quang Long, như vậy người thua chắc chắn là mình. Ở trong đây cũng có một chút may mắn. Dù sao cũng là rất lợi hại đó. Trương Đạt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Hạo. Thật ra Tần Hạo tới Huyền Ma Môn này thời gian rất ngắn, nhưng
đối phương lại có tiềm lực khổng lồ như vậy. Là năm đầu tiên Tần Hạo đã thành công ở trong tỷ thí ngoại môn đệ tử, thành công đoạt cúp, thực lực có thể làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này Từ Phỉ không chỉ có không phục, nước mắt như mưa. Tiểu tử, người đừng có đắc ý, ta thua người một lần thôi, lần sau ta nhất định phải sẽ thắng nó. Tần Hạo nhìn thấy biểu tình của đối phương như vậy cũng không khỏi sửng sốt. Này đại tỷ, ta đây làm sao mà lại chọc tới cô đâu. Từ Phỉ trợn mắt hung hãn nhìn Tần Hạo, sau đó nhếch đôi môi nện bước chân rời đi. Xem ra đối phương thật sự là không vui. Trương Đạt nhìn hắn khuôn mặt đầy che đậy, còn tưởng rằng Tần Hạo làm gì đó có lỗi với đối phương mới thành ra kiểu giận dỗi con gái như thế. Tất cả đã kết thúc, Tần Hạo cưỡi mây bay về gian phòng của mình. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, hắn ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, đem toàn bộ thu hoạch của mình bày ra trên bàn đá, ánh mắt quét nhìn tới. Có thể thấy những đồ vật là vô cùng phong phú, liếc mắt hắn đều ghi nhớ. Những thứ này đều là phẩm chất không tệ, tỷ như mà nói trung phẩm linh thạch, tự nhiên cũng không cần nhiều lời là rất có chỗ tốt. Không chỉ có thể dùng để đi mua một ít pháp bảo và bí tịch cũng tốt. Đến lúc thời điểm linh khí tiêu hao, mình cũng có thể đem những trung phẩm linh thạch này ra để hút lấy linh khí. Còn có một cái bộ công pháp tu luyện tinh thần lực, vật này cũng rất có tác dụng. Còn có một loại công pháp khác, đó là mượn dùng lôi điện chi lực biến hóa thành lực của bản thân. Cái này mới nhìn qua cuồng mãnh, hơn nữa lực công kích cũng không tầm thường. Còn có ba cây cỏ kia chính là châu lực ban đầu đã ủy thác cho mình để cho lão luyện chế đan dược. Tần Hạo biết, cho nên nhất định phải kiểm tra thật kỹ. Hắn thu tất cả vào càn khôn đại, rồi đằng vân giá vũ hướng động phủ của châu lực mà đi. Việc cần làm nhất bây giờ là đem vật này đưa cho châu lực để luyện chế đan dược. Tần Hạo quyết định giải quyết tốt chuyện này, sau đó mới tính những cái khác sau. Trong chốc lát đã đến động phủ của châu lực, Tần Hạo gõ cửa, cửa tự động mở, hắn đi vào bên trong. Ở bên trong bay ra một trận mùi thuốc, cũng không cần nhiều lời, hẳn là chủ lão bất điểm này đang luyện chế đan dược. Chương 477, luyện đan sư. Chủ lực kia quả nhiên là ở trong động phủ. Một cái lò lửa nhỏ ở bên tay trái cũng không ngừng luyện chế đan dược. Tay phải đang không ngừng khô quạt, thôi thúc từng đạo chân hỏa đang luyện hóa. Thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng lợi hại, mà lửa ở trong lò kia cũng đang không ngừng thiêu đốt, một tầng lại cao hơn một tầng. Tần Hạo đứng từ xa như vậy cũng cảm giác được nóng bỏng vô cùng. Có thể nói có rất nhiều phương pháp và bí quyết để luyện đan dược. Tuy nhiên rằng nếu như có thể hiểu được hết thì cũng không thể nào. Tần Hạo trong lòng đang suy nghĩ, về sau có cơ hội nhất định phải học tập một phen. Nếu như vận khí tốt mà nói, có thể tự mình luyện chế ra những đan dược lợi hại để tăng tu vi lên. Cái này tự nhiên là một sự tình rất quan trọng. Tần Hạo biết rõ làm luyện dược sư, thời điểm học tập cũng rất bận rộn và vất vả. Hắn cũng không muốn quấy rầy Chu Lực, mà rất tự giác đứng ở một bên, chờ đối phương hoàn thành công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau một giờ, lửa trong lò từ từ tắt đi. Trong mắt của Chu Lực lộ ra thần sắc yên tâm. Thoạt nhìn trong lòng của hắn cũng khá hơn rất nhiều. Lúc này, lão mới từ từ đưa ánh mắt thu hồi khỏi lò lửa, nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo, người tới đây từ bao giờ vậy? Tần Hạo lúng túng gãi đầu của mình cười khổ. Ta nói sơ thúc, vừa rồi ta vẫn ở đây đó, chỉ là người mải luyện chế thuốc, quá tập trung cho nên không có phát hiện ra. Tần Hạo giải thích. Sau khi nói xong, Chu Lực vỗ vỗ tay. Ai, người nhìn ta thì đúng là hồ đồ. Hay. Ta làm người có một khuyết điểm, đó là khi tập trung làm việc thì sẽ bỏ qua tất cả những chuyện khác đó. Ta thật là xin lỗi, ta để cho ngươi phải chờ lâu rồi. Mặc dù Chu Lực này cũng là sư thúc, nhưng cũng không ra dáng sư thúc một chút nào cả. Con người rất gần gũi hòa ái, đối với Tần Hạo cũng rất chiếu cố. Tần Hạo vội vàng lắc đầu. Này, người nói những lời này, thật sự là con còn phải nhờ người chiếu cố nhiều hơn đó. Ai, tới đây ngồi đi, Tiểu Hạo. Chu Lực lau mồ hôi trên trán một cái, tay hắn chộp một cái vào trong lò đan dược. Trong nháy mắt, một cái bình ngọc nhỏ cầm ở trên tay, có thể nói tốc độ cực nhanh, không một tia rông dài.
Chung quy ở Huyền Ma Môn có không ít sư thúc sư bá, bọn họ mặc dù bình thường cũng không có xuất hiện mấy, nhưng thực lực thì cũng không ai biết trước được. Chu Lực rất nhanh cho Tần Hạo ngồi xuống, sau đó rót cho hắn một ly linh trà. Linh lực ở trong đó từ từ tỏa ra một cỗ mát lạnh. Tần Hạo cảm giác rất thích thú, cả người mang đến sự nhẹ nhõm, thoải mái. Không thể không nói, Chu Lực này chính là người luyện đan dược, cho nên linh trà của lão cũng là loại hết sức đặc biệt. Chu Lực ngồi đối diện với Tần Hạo, thở ra một hơi. Vừa rồi quá trình luyện chế cũng là hao phí rất nhiều linh khí của lão. Bất quá lão cũng rất nhanh khôi phục lại. Hồi tưởng lại hôm nay biểu hiện của Tần Hạo ở trên lôi đài, lão tấm tắc. Ai, Tiểu Hạo, đúng là ta không ngờ được đó, ngươi lại có thể phát huy thực lực đến như vậy. Ê, trận cuối cùng trên lôi đài kia trực tiếp bị nổ. Ta biết là ngươi còn cất giấu, chứ nó mà nổ tan tành ra thì... Trong ánh mắt của Chu Lực là vô cùng thưởng thức. Dù sao, mình cũng không chỉ là tận mắt thấy, hơn nữa ở ngoài còn nghe có rất nhiều người tấm tắc khen ngợi Tần Hạo. Nhất thời, toàn bộ Huyền Ma Môn đều thảo luận về Tần Hạo. Chu Lực này cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, so với những người khác thì lão cũng thân thiết với Tần Hạo hơn một chút. Tần Hạo khiêm tốn, đâu có, chỉ là vận khí tốt hơn một chút. Sau khi Chu Lực hàn huyên một phen, rất nhanh đi vào chính đề. Ai, ba cái linh thảo kia có mang theo đến không? Dạ có. Đây là mục tiêu đến đây của Tần Hạo, cho nên làm sao có thể quên được. Rất nhanh, hắn lấy đồ vật từ trong càn khôn đại ra, bày ra trên bàn đá trước mặt ở Chu Lực. Chu Lực hai mắt sáng bừng lên, ánh mắt lóe lên không gì sánh được, xoa xoa hai tay, vui mừng khôn xiết. Ai, không nghĩ đến là ba ngọn linh thảo này làm cho ta ấy là vất vả lắm mới có được. Chu Lực bỗng nhiên cười khẳng khặc lên, bởi vì lão thấy lần này thật sự là mình kiếm được ba ngọn linh thảo này, lão phỏng chừng đã mất rất nhiều năm không có. Hơn nữa, chuyện này có thể dùng đến để luyện dược. Luyện dược này xong, lão sẽ có biết bao nhiêu là thành công, uy lực. Chu Lực không khách khí, đem những dược liệu này cho vào trong túi áo ngực, đồng thời nói, chờ ta ở đây một chút tiểu tử, ta đi một chút rồi về. Sau đó lão quay đi trước, nhìn thấy có vẻ rất nhanh chóng và gấp gáp, phảng phất như là không kịp chờ đợi. Tần Hạo lại vô cùng ổn định, duỗi chân nhàn nhã, uống linh trà. Chương 478, tìm kiếm đột phá. Trong lúc chờ, hắn còn cảm giác buồn ngủ, cho nên ngồi ngủ gật. Cho đến khi tỉnh lại thì ngửi thấy một mùi thuốc, mùi vị lãnh đạm một chút, xộc tới mũi của mình. Ở trong động phủ này là của Chu Sư Thúc, là một luyện đan sư, e rằng là mùi thuốc cũng rất là bình thường. Chu Lực kia khuôn mặt đầy mỉm cười, một lúc đã luyện xong đan dược nọ, đưa ra trước mặt của Tần Hạo. Đây là... Nhìn viên đan dược màu xanh lá cây ở trong lòng bàn tay của lão, Tần Hạo không khỏi lâm vào ngờ vực. Hắn thật sự là không biết vật này là gì. Chu Lực cười hăng hắc giải thích. Thầy chưa, đây là một cái sơ cấp đan dược, tên là Hôi Linh Hoàn. Thật ra tác dụng cũng không khác gì tụ linh đan, thế nhưng đáng nhắc tới là hiệu quả của nó tốt hơn nhiều. Nhất là giai đoạn tiến vào luyện kỹ hậu kỳ, hiệu quả so với tụ linh đan kia tốt hơn gấp mấy lần đó. Thần kỳ như vậy sao? Tần Hạo không khỏi chớp mắt, cảm giác không tin. Phải biết, tụ linh đan tác dụng trước đây Tần Hạo cũng đã thử qua, thế nhưng đan dược tầm thường làm sao so với cái đan dược kia được. Chu Lực đã nói như vậy, khẳng định không phải là giả, Tần Hạo cũng tin. Chu Lực đem ba viên đan dược đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo sững sờ, thụ sủng nhược khinh, vội vàng từ chối. Sư thúc, như vậy là không thích hợp. Chu Lực kiên trì. Đối với ta mà nói, những thứ này là luyện chế rất dễ. Hơn nữa, ngươi đã lại lấy về cho ta ba cái khối linh thảo cực kỳ quan trọng như vậy. Ngươi cứ yên tâm, cầm lấy. Chu Lực lúc này rất kiên định, thoạt nhìn đối với lão đây là sự tình đơn giản, nhưng đối với Tần Hạo mà nói, đây là một sự ưu đãi rất lớn. Tần Hạo cũng không quấy rầy nữa, chuyển thân, sau đó cáo từ trở về động phủ.
Cái hối linh đan này thật sự quá quan trọng. Trong lòng của Tần Hạo có một loại cảm giác mơ hồ, có lẽ chỉ cần bắt được cơ hội này sẽ không ngừng tu luyện mình mạnh mẽ hơn. Hắn đang dừng lại ở luyện khí hậu kỳ một đoạn thời gian tương đối dài. Rất may, nếu như có thể thuận lợi lên cấp mà nói, đối với hắn cũng là một tin tức cực kỳ tốt. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đến Huyền Ma Các điên cuồng làm nhiệm vụ. Sau đó, tính tổng cộng cho mình rất nhiều điểm cống hiến. Dựa vào những điểm cống hiến này, có thể chống đỡ hắn đi vào trong Linh Tiên Động Phủ ước chừng 2 tháng. Đây cũng coi là một đoạn thời gian tương đối dài. Không chỉ như vậy, Tần Hạo cũng không phải là dốc toàn lực. Mặt khác, hắn dùng không ít linh thạch, mua một ít lá bùa, dựa theo ý nghĩ của mình, vẽ ra rất nhiều phù chú. Những phù chú này có thể có tác dụng tụ linh. Nếu như đến khi tiến vào Linh Tiên Động Phủ cùng sử dụng mà nói, tăng thêm tỷ lệ tấn thăng của mình cực kỳ lớn. Nhiều lúc mình phải làm tốt những sự tình chuẩn bị, đến lúc xảy ra sự việc mình mới không quá là vội vàng. Hôm nay Tần Hạo cảm thấy mọi mặt của mình đều đã chuẩn bị kỹ. Hắn dậy rất sớm, rửa mặt, sau đó đứng dậy đằng vân giá vũ một trận, rất nhanh đi tới Linh Tiên Động Phủ. Tốc độ này cũng thật nhanh, để cho Tần Hạo cũng đỡ tiêu phí thời gian. Hắn đến trước động phủ, giao ra một khối lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong, đem một ít tụ linh phủ đều dán ở quanh chu vi của động phủ. Tụ linh hương cũng được đốt lên, dâng lên từng tia khói mù lượn lờ, phảng phất như là ở trong tiên cảnh. Tần Hạo ngồi xếp bằng ở trong động phủ, linh khí nồng nặc. Sau đó hắn bình phục lại tâm tình, từng chút đem tâm tình cho yên tĩnh lại. Hắn bắt đầu tu luyện. Mấy khối linh thạch được cầm ở trong tay, cùng có hối linh đan cũng đã được hắn sớm nuốt vào. Một cỗ cảm giác ấm áp từ trong bụng tỏa ra, cuồng mãnh, thậm chí là người ta có cảm giác như là Tần Hạo không khống chế nổi. Hắn nhanh chóng hấp thu linh khí, nhất thời Tần Hạo cảm giác mình như là khai khiếu. Những linh khí này từ trong lỗ chân lông của mình xông vào, vận tốc không ngừng nhanh hơn, nhanh hơn. Tần Hạo trong lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn biết mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Thế nhưng thời điểm cụ thể hắn cũng chưa tính toán được. Dưới sự cố gắng của hắn, linh khí trong động phủ rất nhanh biến hóa thành mỏng manh, mà linh khí bên trong cơ thể lại càng thêm dư thừa. Tựa hồ như hắn đắm chìm trong một trạng thái mở rộng toàn bộ âm dương chi lực ở đan điền. Tần Hạo lúc này đã rơi vào trong vong ngã, một loại trạng thái cực kỳ mơ hồ, ảo diệu. Chương 479, lên cấp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, kinh mạch của Tần Hạo tựa hồ như từng chút mở rộng. Toàn thân linh khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, cuối cùng tụ lại ở vùng đan điền, tạo thành một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, để cho trong lòng của Tần Hạo rất cảm xúc. Có nhiều chuyện mình chỉ cần đơn giản như vậy, không cần quá phiền toái, trong lòng của Tần Hạo thầm nhủ. Sau một tháng, ở trong Linh Tiên Động Phủ bỗng phát ra một âm thanh rít lên cổ quái. Tần Hạo là đã đột phá rất nhanh, hoàn toàn bước sang luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Trong quá trình này cũng rất là vất vả, nội tâm của Tần Hạo kích động, càng đem hỉ nộ ái ố của mình tập trung vào đây, tâm tình đã được xả lỏng thoải mái. Ta rốt cục đã hoàn thành đột phá luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, ta đã hoàn thành rồi. Trong lòng của Tần Hạo mừng như điên, kết quả này hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Có thể nói những linh thạch và điểm cống hiến tiêu hao rất đáng giá. Khóe miệng của Tần Hạo nhếch lên tươi cười, sau đó đem lệnh bài đặt lên chốt mở, sải bước đi ra. Vị trưởng lão đang nhắm mắt tu luyện, khi mở mắt nhìn thấy Tần Hạo cũng không khỏi chăm chú, bởi vì lão biết rõ, nhớ rất kỹ, trước đây tựa hồ mình nhìn thấy Tần Hạo vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ, thế nhưng ngắn ngủi chỉ trong vòng một tháng, hắn đã thay đổi rất nhiều. Tần Hạo thi triển ra Đằng Vân Thuật, lúc này cũng rất sáng tỏ, pháp thuật này cũng đã tinh tiến hơn rất nhiều, bởi vì Tần Hạo bình thường thời điểm phi hành cũng không thể bay quá cao. Nếu như lên cao quá mình sẽ không có ổn định thăng bằng. Bây giờ chẳng những có thể bay rất cao, mà khoảng cách phi hành cũng kéo rất dài. Hắn thở một hơi,
bay một vòng xung quanh Huyền Ma Môn. Sau đó, cho rất nhiều người ngẩng đầu lên khi nhìn thấy nhận ra là Tần Hạo thì dáng vẻ khiếp sợ, thán phục. Sau khi ra oai xong, Tần Hạo bay trở về căn phòng của mình, đóng cửa lại, nằm xuống ngủ. Phải biết tu luyện này rất tổn hao tâm sức, mặc dù nói chỉ đơn giản là quá trình hấp thu linh khí, nhưng đối với khai thông linh khí nó rất khác biệt. Không lâu lắm, bỗng nhiên có âm thanh vù vù truyền đến. Tần Hạo mệt nhọc. Trong suốt một tháng này, Tần Hạo nhẫn nhịn giống như là bị huấn luyện ở địa ngục vậy. Cho nên hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Tâm nguyện của hắn bây giờ cũng đã hoàn thành, có thể buông xuống. Hắn ngủ suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Đến lúc tỉnh lại thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Thời gian này hắn muốn đi đâu đó vào trong núi, làm mấy món ăn dân dã tự chiêu đãi bản thân. Bởi vì trước đây hắn làm việc ở trong bếp, cho nên nói xung quanh Huyền Ma Môn ở nơi đâu có những món ăn sơn dã hắn rất rõ. Rất nhanh, Tần Hạo đã làm ra một bàn đầy thức ăn ở trước mặt của mình. Ở đây gió cuốn mây tan, ăn cơm ở đây dáng vẻ rất là nho nhã. Hắn ăn mấy bàn thức ăn, sau đó lau hết dầu mỡ ở trên môi, dừng dưng nằm vật ra trên mặt ghế đá, vô cùng thích thú. Tần Hạo mấy tháng qua, có lẽ đây là những ngày mà hắn thư thái nhất. Nhiều lúc hắn đang suy nghĩ, có lẽ mình muốn buông tha ý tưởng tu luyện này. Thế nhưng, nghĩ lại, nghị lực của hắn lại càng thêm kiên định. Chỉ cần kiên trì, thì những khó khăn trắc trở cũng không coi là gì. Chương 480 Cửu Thiên Lôi Quyết. Rất nhanh đã đột phá luyện khí đại viên mãn. Thế nhưng Tần Hạo cũng không dám lười biếng, ngược lại hắn lại càng phải cố gắng. Hắn không ngừng vươn cao hơn, xa hơn. Bây giờ hắn đem sự chú ý tập trung vào trong quyển công pháp Cửu Thiên Lôi Quyết. Một số danh từ của công pháp hiện ra trước mặt của Tần Hạo. Xem đi xem lại, Tần Hạo cảm giác công pháp này là quá bá đạo. Phải biết có rất nhiều loại công pháp tu luyện nguyên tố, nhưng công pháp tu luyện lôi điện là khó khăn nhất. Giống như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nguyên tố rất nhiều, mà lôi điện này muốn tu luyện được, điều kiện sẽ rất khát gao. Điều này dẫn đến việc những người tu luyện công pháp lôi điện lại ít như vậy. Nếu như nói người bình thường khi nhìn thấy công pháp này khẳng định là quả quyết lựa chọn bỏ qua, thế nhưng Tần Hạo thì không. Bởi vì hắn cảm thấy nhiệm vụ của mình rất cao cả, hắn nhất định phải hoàn thành. Cửu Thiên Lôi Quyết đã gây cho Tần Hạo hứng thú rất lớn. Sau một phen suy nghĩ cặn kẽ, Tần Hạo quyết định chính mình phải tu luyện thật tốt, không hề do dự. Lôi điện đối với nhiều công pháp khác có tác dụng khắc chế rất lớn, nếu như tu luyện tự thân cũng có lợi ích. Tần Hạo tiếp tục nghiên cứu. Qua rất nhiều ngày, đối với loại tu luyện này Tần Hạo cũng hiểu qua qua cụ thể. Bây giờ cần phải hào hào thí nghiệm một chút. Hắn chuẩn bị phù chú, một số pháp thuật không ngừng tinh tiến. Bây giờ hắn đã có thể vẽ rất nhiều phù chú khác nhau, lô hỏa thuần thanh. Công pháp lôi điện này chỗ khó khăn nhất chính là điều kiện hà khắc, phải nắm vững cơ hội trong từng giây từng khắc. Hơn nữa, thân thể có thể chống lại được lôi điện cường đại thì cũng phải luyện thân thể đến một mức độ mạnh mẽ. Cho nên Tần Hạo bây giờ phải rèn luyện thể lực của mình thật tốt, ở trong phương diện năng lực kháng đòn phải thật mạnh. Hắn vẫn luôn luôn nghiên cứu phù đồ rèn luyện, có thể hỗ trợ thể lực thân thể nhưng lại yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Tần Hạo thời điểm xuống núi liền đem rất nhiều pháp bảo và tài liệu của mình lấy ra bán. Sau khi có linh thạch, hắn mua một ít bùa, tài liệu chuẩn bị để đầy đủ, rồi cuối cùng về phòng đóng cửa vùi đầu vào tập vẽ phù chú. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi một ngày hắn đều lập đi lập lại tập luyện vẽ phù. Quá trình này rất khô khan, thế nhưng đối với Tần Hạo mà nói nó cũng quá là bình thường, bởi vì bản thân hắn cũng đã vẽ rất nhiều phù chú phức tạp. Không được, linh lực ở đây còn quá yếu, thời gian không đủ dài. Như vậy rất dễ dàng bị lôi điện chi lực kia đánh hỏng. Không được, những linh văn này càng vẽ càng phức tạp, tăng cường trình độ của nó đi. Thời gian trôi qua, phù chú của Tần Hạo càng lúc càng nhuần nhuyễn hơn nữa.
Cuối cùng sau một tháng, hắn đã vẽ xong phù chú rèn luyện thể, tăng lên không ít. Hắn dán lên người mình, đọc chú ngữ sẽ phát huy ra công dụng hiệu quả, thậm chí làm cho lực đạo trùng kích lên người mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Đồng thời, Tần Hạo cũng không ngừng chú ý bồi dưỡng tự thân mình, đi vận động và tu luyện đối với thân thể cũng có trợ giúp rất lớn. Điều đáng nhắc tới là đường lang thú thời điểm ở trong Linh Tiên Động Phủ tựa hồ như là đã thu được lợi không ít. Ngắn ngủi mấy tháng, nó đã tăng lên một ít năng lực, bây giờ cũng đã đạt đến thực lực luyện khí trung kỳ, là không thể khinh thường. Tiếp theo, Tần Hạo dành toàn bộ thời gian ra bên ngoài đỉnh núi ở Huyền Ma Môn quan sát khí trời, bởi vì nếu như muốn tu luyện Cửu Thiên Lôi Quyết, nhất định phải có sử dụng lôi điện trùng kích kinh mạch và thân thể, từ đó tìm ra phương pháp vận dụng lực đạo của lôi điện. Mỗi một ngày, Tần Hạo đều dụng tâm ghi chép lại những sự biến đổi của khí tượng, sau đó tính toán ra quy luật. Hắn chờ đợi. Đương nhiên quá trình này có rất nhiều ngoại môn đệ tử đến thăm, hỏi han hắn, thăm dò, thậm chí có ý tứ kết giao. Mặc dù Tần Hạo có chút cũng không thích lắm, nhưng tự nhiên cũng không muốn kết thủ oán với những người này. Chung quy con đường tu chân vẫn còn phải cần bằng hữu. Chỉ cần là người tới chơi, Tần Hạo đều vô cùng hảo hữu tiếp đãi. Hơn nữa cùng đối phương hàn huyên một phen, biểu tình rất nhiệt tình. Sau khi tiễn những người này về, Tần Hạo mới có thời gian yên tĩnh tu luyện, chờ thời cơ đến. Chương 481: Lôi điện chi lực. Mấy ngày nay hắn đều quan sát khí tượng, bởi vì hắn đang chờ đợi. Một ngày sau đó nửa tháng, Tần Hạo đứng lặng giữa đỉnh núi, thấy không xa một mảnh trời mây tối om om, có vẻ như mưa sắp ập đến. Tần Hạo động thân trở về căn phòng của mình, đem một số đồ dùng đến thu vào trong túi càn khôn. Sau đó chân đạp mây nhẹ nhàng bay lên. Tần Hạo cảm giác nhẹ nhõm, cả người vô cùng mau lẹ đằng vân giá vũ đến chỗ sơn cốc kia. Chỉ thấy hồ nước nọ hiện ra trước mắt. Nơi này dĩ nhiên là đích đến của hắn, thế nhưng hắn cũng chưa có làm gì ngay. Ở đây hắn cần phải chuẩn bị một chút cẩn thận. Tần Hạo từ trong túi càn khôn lấy ra một cây cuốc, ở bên một vách đất bên cạnh tìm được một tảng đá rất cứng rắn nhưng cũng rất xốp. Sau đó hắn vốc nước ở hồ lên uống mấy miếng, cầm cái cuốc trong tay bắt đầu không ngừng vung vẩy. Qua nửa ngày hắn đào ra được một cái hang. Cái hang này có thể ở một thời gian dài. Sau đó hắn đi chuẩn bị những thứ khác. Ở trên sườn đồi bên cạnh, hắn quan sát thời tiết, ghi chép, sau đó thuận tay đi bắt mấy con thỏ hoang và heo rừng ở trên núi, thu vào trong càn khôn đại, đi đến bên dòng sông nhỏ bên cạnh rửa sạch, trở về sơn động, lột da để nướng. Trước đây Tần Hạo đã từng làm đầu bếp, đối với chuyện này hắn thông thạo, có thể dễ dàng xử lý. Lúc ăn cơm chiều, bỗng nhiên ở bên ngoài sơn động vang lên tiếng sét đánh ùng ùng. Âm thanh cũng rất to lớn, thậm chí dọa cho Tần Hạo nhảy dựng lên. Bả vai của hắn run rẩy, cả người cảm giác run sợ, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, ở bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống mưa lớn, thành thế rất lớn. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, có những tia chớp thỉnh thoảng vang dội, làm cho Tần Hạo giật mình. Thời khắc hắn mong đợi coi như đã đến, thế nhưng vẫn còn phải chờ đợi. Thời cơ hôm nay còn chưa đủ, Tần Hạo muốn đợi thêm đến ngày mai. Ở trong sơn động, mặc dù điều kiện rất đơn sơ, khắc khổ, nhưng Tần Hạo cũng không có quan tâm. Hắn đốt lên một đống lửa, phủ lên một cái thảm, hơn nữa thả ra đường lang thú để thủ hộ cho mình. Ở trong rừng sâu núi thẳm này cũng có thể yên tâm mà ngủ. Không ngừng tu luyện, bây giờ hắn cùng đường lang thú tâm linh cảm ứng. Ở trong mọi phương diện, đường lang thú nhìn thấy gì, cảm thấy gì, Tần Hạo đều thấy điều đó. Một đêm bình yên trôi qua, đến ngày hôm sau, trời cũng vẫn mưa rất lớn. Đến thời điểm buổi tối, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Tần Hạo biết rõ đây là thời khắc mình hành động. Hắn đứng dậy, lấy ra rất nhiều cờ hiệu. Ở trong cái sơn cốc này, sắp xếp bố trí cắm khắp nơi. Những cờ hiệu này là Tần Hạo mua được ở chợ. Có thể nói có hiệu quả rất là thần kỳ. Hắn có thể trong thời điểm lôi điện chi lực đánh xuống hóa giải toàn bộ những dòng điện sinh ra uy lực khổng lồ,
hắn có thể dùng cờ hiệu để phân tán ra một chút. Tiếp theo, Tần Hạo vô cùng sảng khoái, dán lên người mấy chục cái phù chú, đem toàn thân của hắn che kín hết, gió không thổi lọt. Tần Hạo hướng về phía trong gương nhìn một chút, giống như mình mặc vào một tầng áo giáp vậy, rất cá tính. Hơn nữa những phù chú này còn bay trong gió phấp phới. Chuẩn bị các thứ xong, Tần Hạo đi ra ngoài dưới cơn mưa, cũng đi tới bên cạnh cái ao nước, bình phục lại tâm tình, bắt đầu giơ tay đem công pháp vận chuyển. Cửu Thiên Lôi Quyết này mấu chốt là đem toàn bộ lôi điện chi lực dung hợp với bản thân, sau trong đó lại có phần nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần chú ý một chút, Tần Hạo tin tưởng mình cũng sẽ không làm sao hết. Vô số lôi điện chi lực bắt đầu thay nhau hợp thành từng đạo lưới dày đặc. Cuối cùng xoẹt một tiếng, một đạo lôi điện chi lực đánh thẳng xuống người của Tần Hạo. Tần Hạo đem thực lực của mình tăng lên trình độ cực hạn, linh khí bắt đầu tỏa rộng ra toàn thân. Tần Hạo chỉ cảm thấy đầu óc tê dại một hồi, lôi điện chi lực vừa rồi đã hoàn toàn bị hắn hấp thu chỉ trong một chớp mắt. Bất quá, ngay sau đó hắn cảm nhận được uy lực của lôi điện vẫn từng chút lan ra. Nếu như không phải hắn đã sớm có chuẩn bị, kết quả như thế nào cũng khó nói. Bất quá hữu kinh vô hiểm, lần này có thể thành công. Tần Hạo thuận lợi hấp thu từng đạo lôi điện chi lực rong ruổi toàn thân, đều cảm thấy luồng lực đạo cuồng mãnh ở trong ngón tay của mình quấn quanh, phát ra những tiếng xì xì. Hắn đã có kinh nghiệm, lần sau cũng tiếp tục tu luyện, chờ đợi thành tích sẽ đến. Chương 482: Thần bí nhân. Ở trong một gian phòng cho đám đệ tử của Huyền Ma Môn, Cao Dũng Cảm đang ngồi ở trên ghế, ngón tay gõ gõ trên bàn bà đá, lộ ra tâm tình chấn định, phảng phất như đang đợi ai đó. Vừa lúc đó, nguyên bản trong phòng chỉ có một mình hắn, bỗng nhiên có một trận âm phong cuốn tới, sau đó hiện ra một người toàn thân mặc hắc bào, như là bị một luồng hắc khí bao phủ, không thấy được bộ mặt thật. Bất quá Cao Dũng Cảm dường như sớm biết là người này sẽ đến. Tham kiến trưởng lão. Hắc bào kia âm thầm gật đầu, nhàn nhã đi tới, sau đó liếc mắt nhìn Cao Dũng Cảm, ý vị sâu xa. Thế nào, ở bên trong Huyền Ma Môn cũng khá, ngươi có vẻ trông dễ chịu chứ. Hẳn là đừng có quên nhiệm vụ ngươi tới đây là gì. Đối phương nói năng rất có khí phách. Theo lời ngươi nói, ta vẫn luôn nhớ rõ, không bao giờ dám quên. Cao Dũng Cảm giống như rất sợ hãi, rụt đầu, vội vàng giải thích. Tạm được, bất quá ta yêu cầu ngươi phải bình tĩnh, nhất định phải dò hỏi ra tin tức kia, nếu không ngươi biết hậu quả đó. Cao Dũng Cảm trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục, nhớ kỹ lời của người kia nói ở trong đầu. Thời điểm Hắc Bảo Nhân chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên có chuyện. Đúng rồi, người đi, kết quả tỉ thí thế nào? Xin lỗi, ta không thể đạt hạng nhất. Sắc mặt của Cao Dũng Cảm biến đổi, chột dạ. Hắc Bảo Nhân nghe vậy cũng không quá kinh ngạc, bởi vì điều này tựa hồ cũng nằm trong dự kiến của lão. Đối với tên này, cảm thấy hứng thú với người đứng thứ nhất. Người đứng đầu là ai vậy? Là tên là Tần Hạo. Hắn ở Huyền Ma Tông mấy năm? Hắc Bảo Nhân trong mắt lóe lên kinh dị. Đối với Huyền Ma Môn này, coi như là mình cũng đã nắm rất nhiều, biết rất nhiều tin tức, thế nhưng vì sao chưa từng nghe đến cái tên này? Hắc Bảo Nhân cảm thấy tựa hồ trong đây có nội tình. Dạ, bất quá mới có một năm. Cao Dũng Cảm ấp úng rất lâu mới hé miệng nói được một câu. Khi nghe được câu này, Hắc Bảo Nhân lại càng thêm kinh ngạc, thậm chí cả người có một loại run rẩy. Phải biết, có thể tiến được vào ngoại môn không vượt quá 3 năm, mà tham gia tỉ thí không hề có cơ hội. Ở trong 3 năm này tu luyện để tích lũy còn khó mà làm được, vậy mà Tần Hạo bất quá mới có 1 năm đã hoàn thành được. Hắc Bảo Nhân cảm thấy thật sự là bất ngờ, đồng thời cũng lẩm bẩm. Xem ra tin tức tình báo sai rồi. Không được, phải tiếp tục điều tra xem. Cao Dũng Cảm, ta trao cho ngươi một nhiệm vụ, nhất định phải xem thực lực của Tần Hạo này ra sao, đến lúc đó ta có khen thưởng. Cao Dũng Cảm nghe vậy cũng thở dài một hơi. Đối phương không có trách cứ hắn,
như vậy là rất vui rồi. Đồng thời tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử, đem nhiệm vụ này nhận, lời thề son sắc. Cuối cùng người áo đen sau khi dặn dò một phen, rồi cũng tỏa ra một luồng khói đen mà rời đi, biến mất. Cao Dũng Cảm kia đứng đó tay nắm chặt quả đấm, vang lên tiếng răng rắc, lộ ra tức giận. Hắn dùng lực đấm mạnh xuống cái bàn đá, tóe lên một tiếng vang thật lớn. Tần Hạo, người chờ đó cho ta. Ta nhất định là sẽ cho người biết Huyền Ma Môn này ai mới thật sự là cường giả. Lúc đó người sẽ rất thê thảm. Ta cảm đoán với người như vậy đó. Lúc này ở bên ngoài ngàn dặm, Tần Hạo bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Con mẹ nó, thằng nào đang mắng mình vậy? Sau khi rụi rụi mũi, lần nữa truyền chú tập trung vào trạng thái tu luyện. Thời gian tu qua tu luyện, hắn đối với lôi điện chi lực nguyên bản cũng đã có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù điều kiện tu luyện rất hà khắc, thậm chí là vất vả chật vật, nhưng cũng không hề ngăn cản được Tần Hạo. Hắn thường xuyên tự nhủ với bản thân mình phải mạnh hơn nữa. Vì vậy hắn đủ sức mạnh để có thể vượt qua những khó khăn. Theo cơn mưa kia trút xuống, lực lượng của sấm sét đánh xuống, năng lực kháng đòn của Tần Hạo càng ngày càng trở nên cường đại. Cứ như vậy, hắn kiên trì bền bỉ tu luyện. Ngày hôm nay, thời điểm hắn đang ở trong sơn động vận công, bỗng nhiên trong lòng của hắn chớp động, hắn nâng tay phải. Một âm thanh xì xì thoát ra, tồn tại những điểm lưu mang trong lúc chuyển động tỏa ra ánh sáng. Tần Hạo yên tâm cười cười, xem ra tu luyện gian khổ cũng đã có hiệu quả. Bây giờ Tần Hạo có thể bước đầu vận chuyển lôi điện chi lực ở trong cơ thể, nhưng uy lực rất nhỏ. Chính là trong thời điểm những cơn mưa lớn, Tần Hạo hấp thu lôi điện, bây giờ còn một chút lôi điện dư thừa, hắn dẫn dắt vào những phù chú, cẩn thận cất vào trong càn khôn đại. Những thứ này trong lúc mấu chốt mang ra dùng, rất có thể mang lại tác dụng rất lớn. So sánh với những người ở Huyền Ma Môn, Tần Hạo ngược lại lại thích ở trong cái sơn động này hơn. Cảm giác này là vô cùng tốt. Hắn trong lòng suy nghĩ, về sau có cơ hội nhất định phải đến đây chơi đùa, tin tưởng là mình cũng sẽ có chỗ tốt. Một cuộc sống hưu nhàn, hưởng phúc ngay tại âm ti như vậy. Hết chương 482. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.